anh em nào có nhu cầu mua nhớt thì hãy click vào đường link bên dưới hiện tại mình đang kinh doanh tất cả các dòng nhớt full tổng hợp bán tổng hợp và dầu gốc khoáng được nhập khẩu chính gốc từ châu âu ok hello em đã quay lại kênh của thịnh baker thì hôm nay mình sẽ uh, chia sẻ với anh em là mình dùng phụ gia nhớt nào cho tốt thì hiện tại mình đang bán hai sản phẩm cực kỳ đỉnh cao hiện nay đó là Voltronic E59 đây thì thời gian qua cái chai này mình đã giới thiệu rồi nó có từ lâu rồi rất là tốt thì anh em nào dùng qua rồi chắc cũng biết sẽ là ok ha và sản phẩm mới của mình bán là chai này là xài sử dụng công nghệ nano của Bluechem thì chai này cũng cực kỳ nổi tiếng gần đây đó thì cũng nổi tiếng lâu rồi nhưng mà mình không có bán tại vì mình thấy giá của nó chưa ok lắm mình chưa bán bây giờ giá của nó hợp lý hơn một chút rồi mình sẽ lấy hàng của mình bán đó thì trước tiên mình giới thiệu hai chai này thì công dụng của nó như thế nào thì công dụng của nó đều là hai trang này đều là phụ gia mình phải đông nhớt mình cải thiện nhớt và mình uh, giúp cho cái xe mình nó hoạt động mượt mà hơn là với điều, tại sao nó dùng tại sao mình dùng những nhân phẩm này nó sẽ mượt mà cái xe của mình là nó là phụ gia nó tạo một cái lớp màng một lớp màng uh, một cái lớp uh, phân tử một lớp mỏng đó, nó bám lên trên cái uh, những chi tiết với nhau nó ma sát với nhau anh em thì nó sẽ cho ra cái nó giảm thiểu cái ma sát đi nó sẽ nó sẽ giảm thiểu ma sát và nó sẽ làm cho xe anh em bôi trơn tốt hơn này và giảm thiểu ma sát có đồng nghĩa là nó sẽ không có làm um, hao mòn nhớt và làm đen nhớt đó thì cái phần nhớt được cải thiện thì uh, ma sát nó giảm đi thì cái máy của anh em nó cảm giác nó nhẹ hơn và cái tăng công suất đó là cái đó là một cái nó tăng công suất cho cái xe của anh em đó thì cái chai này một phần nữa là nó làm cho xe anh em nó êm hơn nó giảm ma sát đó. thì nó sẽ làm cho xe anh em êm hơn đó, nó, nó kéo theo rất là nhiều cái cái nguồn lợi phía sau. Thôi rồi, đó là cái công dụng của những sản phẩm này. Thì dùng như thế nào? Thì riêng cái chai uh, nano này á, thì mình mình pha vào trong uh, mình pha vào trong cái chai nhớt á, thì nguyên một chai này á mình dùng cho một lần, một lần thay nhớt là một lít đến một lít tư. Thì anh em là Ad này, Winner Rider thì dùng một chai. Còn cái n uh, 59 này á là mình dùng 30 ml cho một lít nhớt ví dụ anh em winner thì có thể dùng hơn 30 ml một chút hoặc là ad thì dùng 30 ml thì rider thì mình có thể dùng 40 ml đó thì tùy theo cái mức độ anh em dùng mà đừng dùng nhiều quá nó sẽ có tác dụng phụ đó là nóng máy và làm tuột bố nồi rồi thì hai chai này có gì khác nhau đó bây giờ mình phân tích kỹ hơn này hai chai cái gì khác nhau thì đây là công nghệ nano công nghệ nano là một phân tử nano nó khác với cái n 59 chín n chín nó là sứ ceramic đó đây thì hai sản phẩm này đều đến từ đức thì cực kỳ chất lượng rồi đó thì cái chai em chín nó bự hơn nó trâu bò hơn thì nó gấu hơn thì anh em dùng được lâu hơn còn cái chai này thì một lần mình dùng dùng một lần thôi cho nhỏ hơn một dùng một lần thôi đó thì cái chai thì mình nói thêm về ceramic ceramic nó là một dạng sứ nha anh em nó là một phân tử sứ đó thì nó sẽ len lỏi trong cái 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 máy của mình đó. nó sẽ bám vào những cái mà ma sát giống như cốt cam của mình ví, ví dụ đơn giản như là có cái cốt cam ra winner đi thì nó không có bạc đạn thì thay vì không có bạc đạn á thì nó là một phân tử tròn nó giống như là những bạc đạn li ti nhỏ nó bám trên cái nó bám trên cái 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 um, nó bám trên cái cái cốt cam á thì nó sẽ làm cho cốt cam anh em xài trơn tru hơn nó mượt mà hơn nó không bị xước và nó không bị cháy nó không bị ấy, cho dù anh em mà có thiếu nhất một chút á, thì nó cũng trong cái thời gian mà chờ nhớt bơm lên đó, thì nó sẽ làm cho cái gói cam của anh em không có bị cháy không có bị xước đó đó là bảo vệ rất là tốt một lần sử dụng của em nó thì 30 ml thôi ứng với là tầm 40 50 ngàn đó cho cái chai này thì xét vờ hai chai có một điểm mạnh một điểm yếu như thế nào thì cái chai uh, nano này á, thì mình cảm nhận của nó là chạy êm không nóng máy đó chạy em không nóng máy loãng hơn nó sẽ luồn lách vào trong cái động cơ tốt hơn so so với cái chai em chín này em chín này thì nó sẽ đặc hơn một chút nha anh em nó đặc hơn thì đặc thì nó sẽ chui vào những cái góc ngách đó thì nó sẽ khó hơn nhưng mà một khi hay cái chỗ em chín nữa là nó là nó sẽ gặp kim loại nó sẽ hút vào nó bám vào nó bám vào nó nó không có nó không có có hòa tan giữa hòa tan giống như cái chai này đó thì cái một điểm mạnh của con này á, là nó gặp kim loại nó sẽ bám ra vào mặt luôn nó khó bị trôi ra ngoài bữa đẹp hơn một chút Được, còn cái chai này khi anh em mà thay nhớt ra thì nó sẽ ra ngoài hết luôn nó sẽ ra ngoài luôn không phải là ra ngoài hết mà nó sẽ còn cỡ 20 30 phần trăm nằm trong máy đó còn lại là nó sẽ ra hết còn cái mức độ còn lại trong máy của cái chai này á, thì nó sẽ lâu hơn đó, nó sẽ còn nhiều hơn và lâu hơn nó còn nhiều hơn tầm 40 đến hơn 40 phần trăm gì đó thì phải đó nó còn trong máy thì anh em có thể sử dụng cái chai cái chai uh, động cơ thì mới đẩy được hết thằng này ra ngoài đó thì nó còn là trong máy thì nó sẽ tiếp tục bảo vệ xe cho cái xe cho mình đó là một điều đó là một cái lợi thế một, một cái lợi thế nha anh em đó thì hơn nhau chỗ nào thì cái chai này mình thấy nó đổ nhiều thì nó hơi nắng một chút nhưng mà cực kỳ êm cực kỳ bóc cực kỳ êm đồ mình xét về độ êm độ bóc á thì hai ông này nó cũng xem xem nhau một chiếc 10 khó mà phân biệt được nhưng mà cái chai này nó sẽ tạo tạo thêm cái tác dụng phụ là nóng hơn và cái thời gian nó đi vào trong máy nó luồn lách nó, nó lâu hơn so với cái chai này cái chai này loãng hơn anh em nó đi vào nhanh hơn đó là cái điểm mạnh điểm yếu còn về giá tiền mà đang nói về giá tiền là cái cực kỳ quan trọng cái chai này thì trên 100 ngàn còn cái chai này là 270 mình bán hai 270 280 nhưng mà anh em dùng được tới 6-7 lần đó thì chia ra nó sẽ lựa hơn chai này. Anh em hiểu không? Chia ra nó sẽ lựa hơn chai này. Nhưng mà nhưng mà tại sao nó lại giá cao như vậy? Thì ở ở cái chất lượng của nó. Anh em hiểu không? Ở chất lượng. Mình thấy cái này, như cái này. Chất lượng cực kỳ tốt. Thì anh em nếu có điều kiện nên dùng cái chai này. Trải nghiệm qua cái chai này mình thấy rất là ok, rất là tuyệt vời. Xài nó rất là đáng đồng tiền cho anh em anh em vô hãng đó, người ta không biết người ta pha chai gì đã một trăm rưỡi trăm sáu gì đó mình không đéo hiểu cái chai đó là chai gì luôn mà mấy thằng hãng đó, nó hay gài mình nó nói là anh đổ cái chai nó vào đi phụ gia nó êm lắm chạy sướng lắm chạy tơ ngừ luôn tôi không biết chai đó chai gì nhưng mà cũng cuối cùng chưa thử luôn chưa trải nghiệm qua mình cũng không biết mà trong hãng chắc chắn không có cái sản phẩm này rồi không có sản phẩm này nha anh em đó thì anh em cân nhắc kỹ anh em có thể cân nhắc dùng thử ok chai này thì anh em bỏ ra một lần tiền mình dùng được nhiều hơn mình chia ra thì dùng được nhiều hơn và mình xét về cái chất lượng thì mình thấy nó cũng xem xem tí nếu mà chấm điểm chi tiết hơn thì mình thấy cái chai này ok hơn một chút mình thấy chai này nó nhỉnh hơn một chút về cái độ bốc và cái độ êm đó thì mình vẫn đánh giá thằng này cao hơn một chút xíu thì 9 với 10 đó anh em nó cũng không cách biệt nhau nhiều nếu mà so với cái mức độ mà uh, vi mô thì chai này nó hơn một chút còn cái chai này thì thua một chút vì nó có nhiều cái tác dụng phụ hơn chai này đó thì tại sao giá tiền nó cao hơn là lý do vì vậy đó thì hai sản phẩm này đều đến từ đức một bên là của Vichy một bên là Lutem thằng Lutem thì chuyên về sản xuất các phụ da nước mát nó quá nổi tiếng rồi còn Vichy thì cũng tập đoàn khá là lớn và sản xuất về dầu nhớt chuyên về dầu nhớt phụ da cũng có nó rất nhiều thứ thì theo mình đánh giá như vậy thì anh em chọn sản phẩm nào theo anh em thì sản phẩm nào tốt đối với mình đó, thì hai sản phẩm này mình thấy đều ok rất tốt anh em có thích mua chai nào cũng được anh em thích mua chai này dùng một lần sẽ quen luôn còn anh em nào thích thì mua chai này tuy bỏ ra một số tiền lớn hơn nhưng mà dùng được lâu hơn nó sẽ nếu anh em dùng mà nhiều quá thì nó sẽ bốc hơn một chút nó sẽ cải thiện được lượng nhớt của mình nhưng mà đừng ở nhiều quá nó sẽ tuột bố nồi gây ra cái hiện tượng trượt bố trượt bố nồi đó là gây cháy bố đó là tác dụng phụ đó là những cái tác dụng phụ của nó thì cái chai này mình bán rất là nhiều rồi thì giới thiệu thì cũng 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 không có gì đó còn để giới thiệu nữa thôi giờ giờ mình đây sau vào chai này đi đó thì uh, hạn sử dụng của nó thì tới năm uh, 5 năm nha anh em rất là lâu hạn sử dụng của nó thì thực sự rất là lâu luôn thì cái chai này á, thì uh, nó là chống bào mòn các bờ mặt nó có chống bờ mòn bờ, bào mòn các bờ mặt như hộp số bánh răng lồng bạc bít tông cam cò đi hết luôn đi toàn bộ trong cái xe luôn đi toàn bộ trong lốc trong máy anh em luôn đó thì nó sẽ bảo vệ tốt hơn cho anh em kéo dài tuổi thọ cho anh em thì cái xe winner đó anh em anh biết anh em anh em rider winner như vậy nó kêu rất là kinh khủng thì mình đổ một chai này vào thì dứt điểm luôn êm ru luôn chạy rất là êm còn mà dạng như mà đã kêu cái xanh cam thì mình đổ cái gì vô nó cũng không hết đó đó là lý do là phần cứng rồi anh em đây là nó sẽ giống như là một liều thuốc một liều thuốc đến xe anh em mà dạng như nó bị rơi chi tiết nhiều như nhau á thì anh em dùng cái chai này hoặc là những anh em nào mà mới xe mua xe ở hãng về thì mình trang bị luôn cái chai này từ mình mình bảo vệ từ trong trứng nước bảo vệ ra thì đảm bảo xe của anh em chạy không bao giờ mà có vấn đề này lỗi này lỗi kia đó không bao giờ sẽ kêu máy giống như là những cái mà chiếc xe mà anh em dùng nhất hãng lại nhất nhất hãng là rất là bực bội chạy nó kêu rất là bực bội bực mình ở chỗ là cái xe mới có mua có ba km thôi mà chạy nó kêu như là cái máy trà đó mình rất là bực bội từ đó là mình không bao giờ chạy nhất hãng nữa nước hãng bây giờ là đỡ rô đai bây giờ là đỡ chạy đỡ rà máy đỡ mình loại những chi tiết những cái ba, ba dớ mạc ra bên ngoài rồi xong mình sẽ dùng nhớt tổng hợp và dùng thêm những cái phụ da này bảo đảm xe anh em chạy mượt mà êm mái nhiều khi lên đến 45, 50, sáu bảy 70 ngàn km gì đó Anh em mới đầu mới rã máy làm nồi Nếu anh em biết cách chạy nha Còn không biết cách chạy con tay thì thua 10 ngàn cây là cũng có 2 ngàn cây, 5 ngàn cây cũng có Rã nồi là chuyện bình thường Đó thì mình Mình phân tích điểm yếu điểm, yếu, điểm, điểm, điểm mạnh của nó rồi Thì chai này thì nó loãng hơn Nó đi vào trong máy nhanh hơn Và nó bảo vệ tốt hơn một chút so với chai này Thì nó không có tác dụng phụ gì cả Còn chai này thì có làm cho xe anh em nóng máy nhiều quá thì có gây là tuột bố cháy bố tuột bố nồi cháy bố nồi đó thì hai sản phẩm này á, thì dùng tốt như nhau anh em có thể chọn một trong hai thì chai này thì tiết kiệm hơn một chút anh em dùng được lâu hơn còn chai này thì anh em mua về một lần xài xong quanh còn anh em nào mà ngại đỡ trong nhà lâu mệt thì mình có thể chọn chai này còn anh em nào có tính tỉ mỉ và tính toán tiết kiệm chi tiết hơn thì mình dùng chai này thì mình thấy hai chai sản phẩm nó đều tốt một chín nhau không có gọi là cách biệt xa đó thì nếu mình chấm điểm thì chai này mình nghiêng ngoài chai này một chút chai này ok hơn nó toàn diện hơn mọi mặt đó thì uh, tùy thuộc của anh em vào có nhu cầu anh em dùng như thế nào thì mình hay đi tour đi thành phố đi uh, chơi cà phê vòng vòng thì mình cũng đổ hết cứ mình xem mình mình bảo vệ từ lúc mình mới mua về mình dùng hết những sản phẩm cao cấp mình xài nhất tốt này mình dùng phụ gia tốt này mình dùng dưỡng sơn tốt này cái gì cũng tốt hết thì đảm bảo xe anh em rất là tuyệt vời luôn không có gì mà mà phải đáng chơi nữa rồi rồi thì video cũng đã quá dài rồi rồi bye ba anh em hẹn gặp anh em một video khác nha bye bye anh em rồi anh em nào có mua cầu mua hàng thì mình nhắn tin vào số zalo trên màn hình đó đó mình mình, mình 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 gửi hàng cho anh em còn anh em nào mà thích mua shopee có lên shopee thì lên shopee ở dưới phòng mô tả video anh em xuống đó mà xem và mua ok bye bye anh em nha